Chào cả nhà nha, tiếp tục cập nhật tin tức về công chúa với lại hoàng tử nha cả nhà. Hôm qua thì hai bạn đã hội ngộ với đạo diễn Khương Dừa và mọi người đã đi ăn trưa ở tại Bù Đa Chay nha mọi người. Hai anh em hôm nay thì mặc đồ rất là dễ thương nha, công chúa dễ thương lắm, hoàng tử cũng cực kỳ đẹp trai luôn. Thì theo như Sắt Long chia sẻ trong buổi livestream, khi được mọi người hỏi là trưa hôm qua làm gì, đi đâu, thì Rắc Long cũng trả lời là trưa hôm qua hai anh em đã gặp đạo diễn Khương Dừa và cùng thưởng thức ẩm thực chay ở tại quán Bù Đa Chay. Vì như mọi người cũng biết, sắp tới là hai bạn sẽ có mặt trong chương trình ở tại Bến Tre của đạo diễn Khương Dừa, chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn đó mọi người. Nên là gặp này ba anh em đã cùng với nhau ăn trưa, và hôm qua thì ngày mùng 1 tháng 11 là một ngày chay nữa, nên quán chay rất đông quý thực khách đến, và lần này có mặt của hai bạn nữa nên nhiều fan hâm mộ cũng đã chụp hình chung cũng như rất là vui ở tại quán chay. Thì quản lý Diễm Phạm chia sẻ nhiều clip, rất đông ông bà cô chú anh chị thực khách đã đến quán chay, và thậm chí quán chay cũng không còn chỗ ngồi luôn, mọi người cũng phải đợi nên mới có chỗ nha cả nhà. Và buổi chiều hôm qua thì Sắt Long có livestream chia sẻ lại khung cảnh mà anh Bảo Bảo đã xây dựng ở trên sân thượng dành cho Sắt Long. Đó chính là mô hình nhà tranh cũng như những cái bếp nấu bằng củi và không gian thật ấm áp. Trên sân thượng thì anh Bảo có trồng cây chuối nè, tre nè và các loại cây kiểng khác, tạo nên một cái khung cảnh rất là dân dã, miền quê. Giữa lòng thành phố như vậy thì bắt gặp một cái cảnh đời thực bình dị, thì nhiều fan hâm mộ đã dành lời khen cho cái tài thiết kế của anh Bảo Bảo, cũng như anh Bảo Bảo đang xây dựng một ngôi nhà ở quê, rồi các vật dụng đều rất là cũ kỹ, nhưng mà nhìn vào đó thì mọi người biết được sẽ gợi nhớ cho mọi người cảm giác rất là nhớ quê. Nếu mà cả nhà chúng ta đi xa thì luôn luôn nhớ về cảnh vật ở quê hương, có cái lu, có cái gáo múc nước. Rồi hôm qua cả nhà gồm anh Bảo nè, bé Sắt Long, ca sĩ Sắt Long, rồi bé Sắt Tý nữa, với lại hai cô, bà Hai, bà Ba, những người ở trong gia đình đã cùng nhau đổ ra một đống bắp. Bắp này đã được phơi khô. Thì theo như chia sẻ của Rắc Long thì bắp sẽ được cột lên cũng như là tạo trang trí, giống như mọi người vẫn thường thấy bắp mà treo lủng lẳng ở trong những cái khu bếp, rồi nào là treo hành, củ hành đó mọi người, búi thành một búi to treo lên, rồi tỏi nữa. Nói chung sắp tới thì Rắc Long cho biết là Rắc Long sẽ quay vlog về ăn uống ở trong cái khung cảnh gian bếp xưa như vậy. Mọi người rất là thích thú, ngay cả cô MC Diễm Quỳnh cũng đã vào khen cái khung cảnh mà anh Bảo thiết kế khá là đẹp luôn. Và do đó chắc chắn trong thời gian tới thì khi quay vlog về nấu ăn thì mọi người vẫn tưởng là Sắt Long đang ở quê, nhưng mà không phải, đây là toàn bộ khung cảnh mà anh Bảo Bảo đã tạo dựng cho Sắt Long một gian bếp như ở quê, để cho ra đời những vlog nấu ăn. Hiện tại thì cái phong trào bếp quê đang rất là hot nha mọi người. Ngay cả các diễn viên nổi tiếng khác cũng đã tạo dựng nhà chòi rồi làm bếp mộc mạc, nhìn vô là rất là cảm tình, rất là dễ thương. Và hôm qua thì Rắc Long có like toàn bộ cái quá trình ở trên sân thượng, rồi mọi người đã cùng nhau có bắp tươi nữa. Rồi Giác Long chia sẻ là sẽ nướng bắp tươi để ăn. Nói chung nhìn cái khung cảnh buổi chiều tà xuống rất là ấm áp. Nhìn vào thì nhiều fan hâm mộ nhận tưởng là Giác Long đang ở quê, nhưng mà Giác Long đính chính lại là đang ở trên sân thượng nhà của anh Bảo đó mọi người. Rồi Giác Long có hát những bài hát theo như fan hâm mộ xem live yêu cầu, để mọi người giải trí. Bên cạnh đó thì hy vọng mọi người trong thời gian sắp tới, khi Sắt Long ra những cái vlog về nấu ăn, thì mọi người hãy vào kênh của Sắt Long
để ủng hộ cho chàng trai trẻ này nhé. Riêng bé Tuyết Nhung thì hôm qua cũng rảnh rỗi sau khi đi quay ghi hình thì Tuyết Nhung tranh thủ livestream bán hàng. Hiện tại là Tuyết Nhung đang bán những cái túi mù, trong những túi mù này chứa những cái con cúp bé rất là dễ thương. Mình thấy Tuyết Nhung khui ra rồi bán hàng. Nếu ông bà cô chú nào muốn cái con nào thì hãy chuyển khoản trước, tiền trước để Tuyết Nhung giữ cái con đó cho khách hàng. Thì thấy mấy cái con cúp bé mà Tuyết Nhung bán dễ thương lắm mọi người. Mọi người có thể vào trang của Tuyết Nhung để xem Tuyết Nhung like và chọn cái con thú nhồi bông mình yêu thích nhé. Và hôm nay thì Tuyết Nhung chia sẻ tiếp là sẽ tiếp tục like bán hàng những cái con vật này. Bên cạnh đó thì trong phiên like, nhiều khán giả cũng đã mua để tặng cho Sắt Long rồi tặng cho bé Thiên Ngân nữa. Riêng quản lý Diễm Phạm cũng vào mua một số con để tặng cho bé Phi Như. Thì bé Phi Như rất là thích những cái con vật này. Trước đó thì Tuyết Nhung cũng đã tặng khá nhiều con cúp bé cho bé Phi Như rồi. Nên mọi người cũng đang ủng hộ cái việc bán hàng của công chúa lắm đó. Cả nhà nếu mà yêu quý những cái con thú nhồi bông như La Bu Bu rồi. Bây giờ nhiều con theo dạng 12 con giáp đó mọi người. Mọi người có thể vào trang của Tiết Nhung để xem Tiết Nhung like rồi mọi người mua ủng hộ cho công chúa nhé cả nhà. Vậy là đếm ngược thời gian thì chỉ còn mấy ngày nữa thôi là cặp đôi sẽ tới show ngày 8 tháng 11 ở tại Hải Phòng nha cả nhà. Thì mới đây trên trang FC của Hoàng tử Bánh Bò với lại Công chúa Bánh Mì thì admin cũng đã kêu gọi mọi người hãy nhanh tay mua vé ủng hộ show này cho hai em. Cũng như là nếu mà mọi người có yêu cầu hai em hát bài gì thì hãy nhanh tay để lại comment ở dưới cái trang ở trong FC Hoàng tử với lại Công chúa để hai bạn biết mà hai bạn tập và sau đó hát để cho mọi người xem, phục vụ cho mọi người ở trong cái show nhạc ngày 8 tháng 11 ở tại Hải Phòng nhé cả nhà. Và mới đây thì Tuyết Nhung chia sẻ những bức ảnh mà em ấy hát trong cái chương trình Hương Trăng Miền Ngự, nhận được rất nhiều những lời khen. Nào là công chúa mặc áo dài quá là đẹp luôn, lúc nào cũng tỏa sáng lung linh. Nhưng mà cũng có fan nhận xét là ở trong show này thì có công chúa mà không có thấy hoàng tử, cái tự nhiên xem thì lại thấy nhớ. Nên mọi người rất mong muốn là hai bạn hát chung nữa. Nhưng mà có nhiều show thì Tuyết Nhung đi riêng nha mọi người, theo lời mời của bầu show thôi. Thì trong cái show Hương Trăng Miền Ngự thì có Tuyết Nhung nè, Thiên Ngân với lại Juno tham gia hát khá là hay nha mọi người. Mọi người có thể tìm xem lại cái chương trình của Trường Khang Tableton nha mọi người. Trong show này thì Tuyết Nhung với lại Thiên Ngân rất là xinh.